Chào các em. Trước khi học bài mới thì chúng ta ôn lại nội dung kiến thức bài cũ nhé. Rồi cô có một số câu hỏi như sau. Câu 1. Phát biểu sau đây về sắn dây là đúng. Đó là đáp án A. Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên. Câu 2. Dung dẹp thường ký sinh ở bộ phận nào của vật chủ? Vì sao? Rồi, chúng ta nêu biện pháp phòng chống dung dẹp ký sinh ở người và động vật. Dung dẹp thường ký sinh ở ruột non, gan, máu, rồi cơ bắp, vân vân. Thì những nơi mà dung dẹp thường ký sinh là có rất là nhiều chất dinh dưỡng cho nên nó gây hại cho cơ thể vật chủ. Vì thế mà chúng ta cần phải có biện pháp phòng chống đó là đối với vật nuôi thì chúng ta xử lý cỏ nè, xử lý phân nè, diệt ốc nè. Còn đối với người là chúng ta không nên ăn thịt lợn gạo, ăn chín uống sôi, không được ăn thịt tái á. Rồi giữ vệ sinh cá nhân, không đi chân đất ở những nơi ô nhiễm sẽ dễ có ấu trùng của dung dẹp. Thì trong các ngành dung thì ở những bài trước chúng ta đã tìm hiểu về ngành dung dẹp rồi. Đại diện của ngành dung dẹp đó là sán lá gan, rồi sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, vân vân. Thì tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái ngành dung thứ hai đó là ngành dung tròn. Như vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về dung tròn thông qua chủ đề 4 ở tiết 1. Thì khác với dung dẹp, dung tròn thường có đặc điểm là tiết diện ngang cơ thể tròn dài, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức và có ống tiêu hóa phân hóa. Ngoài ra về đời sống thì chúng thường sống ở nước nè, đất ẩm nè và đa số là sống ký sinh trong cơ thể của sinh vật. Thì thông qua chủ đề 4 chúng ta sẽ tìm hiểu đại diện điển hình của ngành dung tròn đó là dung đũa thông qua bài 13. Thì trong bài 13 này chúng ta có 4 nội dung chính là cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển. Rồi thứ ba là dinh dưỡng, thứ tư là sinh sản. Thì trước khi tìm hiểu về các nội dung này thì mình xem coi dung đũa sống ký sinh ở đâu rồi gây hại cho vật chủ như thế nào. Thì để tìm hiểu về đời sống và tác hại của dung đũa đối với cơ thể vật chủ thì cô mời các em quan sát một số hình ảnh và xem đoạn video sau đây rồi sau đó xác định điểm về đời sống của dung đũa nhé. So Nó sẽ here, record. here before us, Ascaris lumbricoides. Wow, wow, wow. The largest crustacean Dr. Nyashiba has ever seen. In Southern Sahara. She will never eat spaghetti ever again. My. Dr. Ondeki seems calm. Wow. But Dr. Nyashira is about to vomit. Wow. Dr. Maina, you really missed out. What is this? My. Kamamia, the videographer. My goodness. What is this? It has never been seen. Yes? Hey, in the whole of Africa. Hey, just the muskets. My. What is this? Spaghetti. Surely. Oh my God, I'm so disgusted. Oh my. Colorful enough. Wow. So, it's terrible. Wait, let's be sure. Now, the duodenum. Whoa. From the third part all the way down, we have these terrible warm bolus. My goodness. Still me. Some in the collapse. Even bar. Way down my in the goodness collapse, me. Bar, we still have. My those. Goodness. Huh? Wah. Hey. Huh? Hey. Have you ever seen it?
I have something of this nature. Never seen anything. Never, even in books. It's not even there in books. They don't show this in books. They don't. Welcome to Narok. My goodness me. We need another kidney dish. Roundworms. These are scarases. These are scarases. Ascaris lumbricoides. I'm seeing bigger ones. Some are the mothers, some are the children. Ascaris lumbricoides. Wah! Wonders never cease. Yeah, like that one. That's a big wonders one. Never cease. That my Rồi như vậy thì thông qua cái đoạn video vừa mình vừa quan sát, rồi quan sát cho cô một số hình ảnh ở bên dưới, cho cô biết là dung đũa sống ký sinh ở đâu, gây hại gì cho vật chủ. Thì qua cái video thì chúng ta nhận thấy là dung đũa ký sinh ở ruột non của người và nhiều nhất là ở trẻ em, gây cho người nhiễm dung bị đau bụng, buồn nôn nếu như số lượng nhiều có thể gây tắc ruột, tắc ống mật. Như vậy thì dung đũa ký sinh ở ruột non của người nhiều nhất là ở trẻ em. Rồi như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về từng đặc điểm. Thứ nhất là đặc điểm về cấu tạo ngoài. Chúng ta quan sát trên hình thì chúng ta thấy là cơ thể của dung đũa về cấu tạo ngoài như thế nào. Mà người ta gọi nó là dung đũa. Thì cơ thể của nó là dạng hình ống dài bằng chiếc đũa, là dài khoảng 25 cm. Rồi vì sao dung đũa có thể sống được ở trong ruột non mà không bị tiêu hóa bởi các dịch tiêu hóa ở bên trong ruột non? Là do cơ thể của dung đũa có bao phủ bởi một lớp vỏ cuticle. Thì cái vỏ cuticle này có tác dụng giống như là bộ áo giáp.
giúp cho dung đũa không bị tiêu hủy bởi dịch tiêu hóa trong ruột non. Chính vì thế mà nó có thể sống được trong ruột non của người. Rồi đó là nội dung của phần 1 nhỏ, 1 La Mã. Rồi chúng ta có thể bấm dừng và ghi bài vô cho cô nhé. Rồi sang tiếp theo nội dung thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo trong và di chuyển. Thì đầu tiên là về cấu tạo trong. Các em quan sát cho cô hình bên và xác định cho cô các bộ phận của dung đũa trên cơ thể thay cho các số ở trên hình. Rồi, đầu tiên là số 1, đó là bộ phận gì nè? Đó là miệng. Tiếp theo miệng là hầu. Rồi, dọc theo cơ thể, tiếp theo hầu, dọc theo cơ thể về bên dưới là ruột. Rồi, cuối cùng là hậu môn. Rồi, bên cạnh đó thì có bộ phận là cơ quan sinh dục, là tuyến sinh dục. Rồi, ở tuyến sinh dục là ở con cái có lỗ sinh dục cái ở phía trên. Rồi, còn số 7 là bên ngoài thành cơ thể là có biểu bì nè. Rồi, lớp bên trong là có cơ dọc rất là phát triển. Rồi, như vậy thì thông qua cái hình ảnh và chúng ta xác định các bộ phận trên cơ thể của dung đũa rồi, thì cho cô biết là thành cơ thể của dung đũa có đặc điểm gì? Là thành cơ thể là gồm có lớp biểu bì và lớp cơ dọc phát triển. Rồi, đó là bên ngoài. Còn bên trong? Bên trong thành cơ thể của dung đũa có đặc điểm gì? Thì bên trong thành cơ thể là khoang cơ thể chưa chính thức. Trong đó nó có hai cơ quan, đó là tiêu hóa và cơ quan sinh dục. Đầu tiên là cơ quan tiêu hóa, bắt đầu từ lỗ miệng, tiếp theo là hầu, ruột và hậu môn. Như vậy thì chúng ta thấy là cơ quan tiêu hóa của nó đã phân hóa và xuất hiện ruột sau và hậu môn. Rồi bên cạnh đó thì có tuyến sinh dục. Thì tuyến sinh dục là rất là dài, cuộn khúc ở bên trong cơ thể. Đó là đặc điểm của dung đũa về đặc điểm cấu tạo trong. Rồi như vậy chúng ta có thể rút ra được nội dung về đặc điểm cấu tạo trong của dung đũa. Thì thông qua cấu tạo trong chúng ta thấy là ở thành cơ thể có lớp cơ dọc phát triển. Như vậy lớp cơ dọc phát triển có tác dụng gì đối với dung đũa? Là giúp nó có thể di chuyển trong môi trường ký sinh. Vậy trong môi trường ký sinh thì dung đũa nó di chuyển như thế nào? Rất là hạn chế ha. Và bằng cách là chỉ cong duỗi cơ thể để chui rút trong môi trường ký sinh mà thôi, là nhờ có lớp cơ dọc phát triển. Thì đó là nội dung của phần 2 La Mã. Các em bấm dừng và ghi nội dung bài vào trong tập cho cô nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về hình thức dinh dưỡng của dung đũa. Rồi các em quan sát cho cô hình ảnh và hoạt động sau đây. Rồi xem coi thức ăn di chuyển như thế nào trong hệ tiêu hóa của dung đũa nhé. Rồi các em quan sát cho cô nè. Rồi thông qua đó mình thấy thức ăn di chuyển như thế nào trong hệ tiêu hóa. Là nó di chuyển theo một chiều từ miệng đến hầu, rồi qua ruột, kết thúc ở hậu môn. Như vậy nó đi theo một chiều từ miệng cho đến hậu môn. Nhờ cái thức ăn đi một chiều như thế này thì giúp cho dung đũa hấp thụ, tiêu hóa rất nhanh chất dinh dưỡng. Vì vậy mà nó hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể vật chủ rất là nhiều. Thì đó là nội dung của phần Ba La Mã, là thức ăn đi theo một chiều, theo ống ruột thẳng từ miệng tới hậu môn. Và nhờ đó nó hút chất dinh dưỡng rất nhanh và nhiều. Rồi chúng ta bấm dừng và ghi nội dung bài vào trong tập cho cô nhé. Rồi tiếp tục chúng ta sang phần 4 La Mã là tìm hiểu về đặc điểm sinh sản của dung đũa. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cơ quan sinh dục. Thì để tìm hiểu về cơ quan sinh dục, chúng ta quan sát cho cô ở hình bên dưới. Thì chúng ta thấy là trên hình có 4 con dung đũa. Thì nó có đặc điểm gì khác nhau? Hai con đầu tiên là nó to dài hơn so với hai con ở phía sau. Như vậy thì hai con to dài đó là dung cái,
còn hai con nhỏ là dung đực. Ngoài ra dung đực nó có phần đuôi nó uốn cong lên so với dung cái. Rồi như vậy thì ở dung đũa có con đực và con cái riêng biệt, thì nó có đặc điểm là gì? Là cơ thể phân tính hay lưỡng tính à? Là phân tính, đúng không? Rồi, tiếp tục chúng ta quan sát ở trên hình thì chúng ta thấy là ngoài cơ quan tiêu hóa ở bên trong thì còn có cơ quan sinh dục nè, tuyến sinh dục dài cuộn khúc. Tuyến sinh dục dài cuộn khúc là nó có dạng ống, đó nè, cả hai dung đực và dung cái đều là dạng ống. Tuy nhiên ở dung đực chỉ có một ống sinh dục thôi, còn ở dung cái là có hai ống sinh dục. Rồi như vậy thì qua đó chúng ta thấy là về cơ quan sinh dục của dung đũa là dung đũa có đặc điểm là phân tính nè, tuyến sinh dục dạng ống và nó đẻ trứng thụ tinh trong. Thụ tinh trong tức là trứng được thụ tinh bên trong cơ thể của con cái. Như vậy thì đối với con cái thì nó đẻ trứng rất là nhiều. Nó mang trứng cho nên là kích thước cơ thể của nó to hơn con đực. Rồi như vậy thì dung cái đẻ trứng với số lượng rất lớn. Nó đẻ khoảng 200.000 trứng mỗi ngày. Và có 27 triệu trứng trong đời, trong một đời của một con dung đũa. Như vậy thì dung đũa thì thường hay gây hại cho trẻ em là nhiều hơn. Tỷ lệ mắc dung đũa xảy ra ở trẻ em cao hơn người lớn là khoảng 90%. Là vì sao? Vì sao mà trẻ em thường là bị nhiễm dung đũa là nhiều? Thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu cho cô nhé. Rồi để xem coi trẻ em tại sao thường mắc bệnh dung đũa nhiều hơn người lớn, chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần thứ hai là vòng đời của dung đũa. Thì để tìm hiểu vòng đời của dung đũa diễn ra như thế nào thì sau đây cô có một video cho chúng ta quan sát, chúng ta xem, rồi từ đó chúng ta thấy được là vòng đời của dung đũa diễn ra như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta xem video cho cô. Việt Nam là một đất nước nổi tiếng với nền văn hóa ẩm thực rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc sơ chế thực phẩm không sạch sẽ gây ra mối nguy hiểm chúng ta phải nhiễm bệnh dung đũa, và cụ thể hơn là nhiễm ấu trùng dung đũa. Trứng dung đũa theo phân ngồi ra ngoài và phát triển thành ấu trùng trong trứng. Trứng dung đũa theo thức ăn vào miệng, đến dạ dày, ruột non. Tại đây, ấu trùng sẽ chui ra ngoài, sau đó đi đến gan, tim và phổi và trở về ruột non lần thứ hai và ký sinh ở đây. Tại đây, dung đũa hấp thụ chất dinh dưỡng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản, và trứng dung sẽ theo phân ra ngoài môi trường. Rồi như vậy thì thông qua cái video mà mình mới vừa xem, chúng ta viết lại cái sơ đồ vòng đời của dung đũa bằng lời. Đầu tiên là dung đũa ký sinh ở đâu nè? Ở trong ruột non của người. Rồi ký sinh ở trong ruột non của người thì khi trưởng thành thì dung đũa sẽ đẻ trứng và trứng theo phân đi ra ngoài. Trứng theo phân ra ngoài thì là khi mà ra ngoài môi trường ở bên ngoài thì gặp điều kiện ẩm, thoáng khí, trứng nó sẽ phát triển thành ấu trùng trong trứng. Rồi ấu trùng trong trứng này mới bám vào thức ăn, theo thức ăn vào ruột non, theo thức ăn sẽ vào ruột non. Rồi khi vào ruột non nó chưa ký sinh ở ruột non, nó chỉ ký sinh tạm thời. Rồi sau đó nó qua máu, qua gan, tim, phổi, rồi mới trở về ruột non một lần nữa và ký sinh chính thức ở đó. Như vậy cứ như thế nó tiếp tục vòng đời. Được chưa nào? Thì đó chính là vòng đời của dung đũa. Chính vì mà dung đũa nó theo thức ăn, nước uống vào xâm nhập vào cơ thể của người qua đường ăn uống. Cho nên là ở trẻ em thường hay mắc nhiều dung đũa là do trẻ em về ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống chưa cao bằng người lớn. Cho nên là trẻ em dễ bị nhiễm dung đũa nhiều hơn.
Rồi đó là vòng đời của dung đũa. Chúng ta bấm dừng và ghi nội dung bài vào trong tập cho cô nhé. Rồi sau đây là cô có hai câu hỏi là dựa vào sơ đồ vòng đời của dung đũa giải thích cho cô là vì sao phải rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống. Rồi thứ hai là tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy dung 1 đến 2 lần trong một năm. Là rửa tay trước khi ăn và không ăn rau sống là mục đích để ngăn chặn con đường xâm nhập của dung vào cơ thể của người. Vì dung đũa nó xâm nhập vào cơ thể người qua con đường tiêu hóa và dưới dạng là ấu trùng trong trứng. Cho nên là mình cần phải giữ gìn vệ sinh cá nhân là rửa tay trước khi ăn rồi sau khi đi vệ sinh xong. Rồi ngoài ra, đối với thức ăn, nước uống thì mình cần phải ăn giữ vệ sinh ăn uống là ăn chín, uống sôi, không ăn rau sống. Ngoài ra thì đối với môi trường sống của mình thì mình cần giữ vệ sinh môi trường nữa. Rồi, tại sao y học khuyên chúng ta nên uống thuốc tẩy dung? Là để diệt dung, tiêu diệt dung rồi hạn chế, tức là tiêu diệt luôn cái số lượng trứng mà do dung đẻ ra trong ruột non. Rồi đó là biện pháp để chúng ta phòng chống dung đũa. Rồi đây là bốn biện pháp để chúng ta phòng chống bệnh dung đũa. Nhất là đối với trẻ em là cần giữ vệ sinh ăn uống là ăn chín uống sôi. Vệ sinh cá nhân là rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Thứ ba là vệ sinh môi trường là môi trường sống và nơi làm việc của chúng ta đó. Rồi thứ tư là uống thuốc tẩy dung định kỳ 6 tháng một lần. Rồi đó là nội dung của phần 3 nhỏ. Chúng ta có thể bấm dừng và ghi nội dung bài vào trong tập cho cô nha. Rồi sau đây là cô có một trò chơi là ong tìm chữ. Và có một số câu hỏi và các em cùng với chú ong để tìm ra đáp án đúng nha. Rồi cô, đầu tiên cô có câu hỏi số 1. Nơi ký sinh của dung đũa là A. ruột thẳng, B. ruột non, C. là tá tràng, D. là ruột già. Thì đáp án đó là chú ông tìm được là ruột non. Rồi câu 2. Kiểu ruột của dung đũa. A. là ruột túi, B. là ruột phân nhánh, C. là ruột thẳng, D. là ruột cuộn. Rồi xem coi chú ông tìm đó là ruột thẳng. Rồi câu 3. Vỏ cuticle có vai trò gì? Đó là có vai trò giúp cơ thể không bị tiêu hủy. Câu 4. Dung đũa ký sinh trong ruột người gây những tác hại nào? Rồi chú ông chọn là đáp án D. Dung đũa lấy chất dinh dưỡng của người sinh ra các độc tố làm cho người bị đau bụng nè, rồi gây tắc ruột, tắc ống mật. Rồi đó là nội dung của bài 13. Chúng ta về ghi bài đầy đủ vào trong tập cho cô, rồi học thuộc bài 13 cho cô, rồi đọc một em có biết trong sách giáo khoa và đọc trước bài 14 một số dung tròn khác để chuẩn bị cho tiết sau. Đây là nội dung đầy đủ của bài 13, phần 1 la mã, 2 la mã. Rồi đây là phần 3 la mã và phần 4 la mã. Tiếp theo phần 4 la mã là vòng đời, biện pháp phòng chống dung đũa. Rồi chúng ta ghi đầy đủ vào trong tập cho cô nhé. Rồi học thuộc. Như vậy thì bài học đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.